Cả Nga và Ukraine tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc xung đột trong mùa đông 2023. Tuy nhiên bên cả hai bên đều gặp nhiều khó khăn trong điều kiện mùa đông. Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc chiến trong mùa đông khắc nghiệt với binh lính Nga. Quân đội Ukraine và Nga đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột khi cái lạnh buốt giá của mùa đông đang đến gần và nhiệt độ trung bình chỉ dao động từ -4.8 đến 2 độ C. Ảnh hưởng của mùa đông, nhiệt độ đóng băng, đôi khi xuống tới -20 độ C có thể cản trở hoạt động của các vũ khí và trang thiết bị. Đạn dược có thể giảm tính năng chiến đấu và độ chính xác, nghĩa là cần số lượng nhiều hơn. Sự hao mòn của thiết bị cũng sẽ tăng lên trong khi tuổi thọ của vũ khí giảm xuống và đòi hỏi phải thường xuyên bảo trì. Máy bay không người lái, đặc biệt là loại nhỏ như dòng DJI Mavic mà quân đội Ukraine đang sử dụng, sẽ gặp khó khăn trong quá trình vận hành khi nhiệt độ xuống thấp, đồng thời gió hoặc tuyết cũng sẽ làm giảm khả năng trinh sát của loại UAV này. Những điều kiện thời tiết mùa đông cũng sẽ hạn chế khả năng cơ động của các phương tiện hạng nặng như xe tăng và pháo, đặc biệt là pháo kéo. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động quân sự, bởi tính cơ động đóng vai trò quan trọng trong tác chiến. Thời tiết mùa đông khả năng cao sẽ đóng băng tiền tuyến theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thời tiết mùa đông cây cối trơ trọi, tuyết trắng phủ đầy mặt đất, không có sự che chắn của cây cối, đòi hỏi cần phải sử dụng những kiểu ngụy trang mới để tránh bị đối phương phát hiện. Một yếu tố hạn chế khác trong mùa đông là nguy cơ binh lính bị lạnh cóng và hạ thân nhiệt. Ngoài những ảnh hưởng về thể chất, thời tiết ẩm ướt và lạnh giá cũng có thể ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ. Mặc dù đây là một yếu tố tâm lý, nhưng không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của nó, bởi điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chiến đấu. Sự chuẩn bị của các bên. Điều cần thiết đối với Ukraine và Nga là phải thực hiện các biện pháp chuẩn bị cả về nhân sự và trang thiết bị. Điều này có thể quyết định đến thành công trong các chiến dịch mùa đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước ông sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự trong mùa đông. Trong khi đó, các quan chức Nga cũng khẳng định họ cũng đã chuẩn bị cho tác chiến mùa đông khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến thăm một đơn vị quân đội Nga đóng quân ở miền nam Donetsk để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đối với Ukraine, những khó khăn lớn nhất không chỉ là thời tiết lạnh giá, mà còn bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong thời gian qua. Điều này có thể có tác động sâu sắc đến các hoạt động quân sự, bởi việc thiếu điện có thể làm ảnh hưởng mọi thứ, từ thông tin liên lạc đến năng lực hoạt động của các bệnh viện dã chiến. Đây là lý do tại sao Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải lắp đặt thêm hệ thống phòng không để ngăn cản Nga phá hủy mạng lưới năng lượng của Ukraine. Nếu cơ sở hạ tầng năng lượng được bảo vệ, phía Ukraine khẳng định họ sẽ không gặp phải khó khăn nào. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ông Kirilo Budanov cho biết, mùa đông sẽ không ảnh hưởng đến Ukraine và Nga, vì cả hai bên đều đã quen với điều đó. Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận phía Nam, Alexander Tarnovsky cũng có đồng quan điểm với ông Budanov khi cho rằng quân đội Ukraine chủ yếu đi bộ, thay vì di chuyển bằng các phương tiện hạng nặng. Đó là lý do tại sao thời tiết hầu như không có tác động tới các chiến dịch của họ. Mưa tuyết có thể cản trở khả năng di chuyển của các phương tiện hạng nặng như xe tăng, trong khi Ukraine chỉ hoạt động với những đơn vị bộ binh nhỏ và sử dụng các phương tiện nhẹ hơn. Một số nhà phân tích nhận xét mùa đông sẽ là phép thử ý chí của Ukraine. Trong khi đó, Nga đã nỗ lực đáng kể để đảm bảo cho quân đội có thể hoạt động ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiều năm qua, họ đã được triển khai tới Bắc Cực để tiến hành các cuộc tập trận. Chủ đề về chiến tranh mùa đông cũng được thảo luận rộng rãi trong các quan chức quân sự Nga. Các nhà phân tích phương Tây và Nga đều cho rằng trong mùa đông, cả Nga và Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và các tuyến đường tiếp tế quan trọng ở phía sau tiền tuyến. Nhưng kế hoạch này có tác động như thế nào và các cuộc giao tranh lớn sẽ diễn ra ở đâu vẫn là điều chưa rõ ràng. Một khả năng xảy ra là Ukraine sẽ tiếp tục tiến công theo hướng Tokmak ở Zaporizhia và cố gắng bao vây Bakhmut, trong khi Nga duy trì sức ép lên các khu vực trung tâm quan trọng của Kupian thuộc khu vực Kharkiv và Avdiivka ở phía đông Donetsk. Ukraine sẽ muốn ngăn cản Nga giành thêm lãnh thổ, trong khi đó họ vẫn phải tiếp tục cuộc phản công. Kết quả chiến dịch mùa đông sẽ phụ thuộc vào ý chí của Ukraine, khả năng và mức độ cung cấp đạn dược của phương Tây. Đây có lẽ là một thách thức cho chính quyền Kiev, nhất là trong bối cảnh chính trường Mỹ đang chia rẽ sâu sắc về các gói viện trợ cho Ukraine, trong khi xung đột ở Trung Đông
giữa Israel và lực lượng Hamas không ngừng leo thang. Theo VTC, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.